Ngày hôm nay thì em nên cho anh em một siêu phẩm được gọi là hốc xăng như là Philatop, không dành cho anh em yếu tim. Động cơ máy 5.7 V8 Jitner sản xuất năm 2009. Một dòng xe mà người ta thường gọi là Rolls-Royce Phaque. Các bác nhìn form dáng của nó là ngầu dã man luôn. Nhìn hầm hố, nhìn bề vệ, bề thế. Máy 5.7 thì đạp ga phát là lưng dính ghế ngay. Xe tên tư nhân biển Hà Nội, bao rút hồ sơ cho anh em giá chỉ có 390 triệu đồng thôi. Sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhá, nhập khẩu Canada. Đây là bản cao cấp nhất của Jitner. Thưa quý vị các bạn, máy nổ đứng ngoài không nghe tiếng gì cả. Đây, form dáng này đẳng cấp sang trọng lịch sự. Giá này chỉ bằng Toyota Camry cùng đời thôi. Lúc mới của nó phải tiền tỷ luôn, vài tỷ. Xe là bao cho anh em là không tai nạn, không đâm va, không ngập nước nhá. Máy số gầm bệ thì đại chất luôn. Xe sẵn sử dụng. Nội thất là ghế da zin cũ theo thời gian thôi. Bên em đã bọc một cái bộ áo ghế mới rồi. Na răng của xe 20 inch. Nốp dày cả gian 4 quả, gọi là còn 90% luôn. Quanh thân xe thì được ốp những cái lốc mạ chrome. Hông xe này, tay nắm mở cửa này, lẹp chân kính này. Phần đầu xe này, rửa đèn pha này, lưới tản nhiệt mạ chrome. Biển số 30963331. Máy 5.7. Khủng khiếp. Phải nói thị trường thì con này bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc xe này là bên em đang bán thôi. Gần như là không còn người bán. Thảm sàn 5D, nội thất rất là gọn gàng luôn, trần nỉ trắng tinh luôn, cửa sổ lóc. Tắp đi cánh cửa này nhìn rất là sáng sủa luôn. Đồng hồ của nó là đồng hồ, các bác nhìn sang chưa? Đồng hồ rất sang luôn. Số tự động. Con này nếu mà anh em nào mà để đi gia đình, nó là chấm hết luôn. Có xây ghế, hai hàng ghế phía trên và ghế ở phía sau thì cũng có xây ghế. Có cửa gió điều hòa phía sau xe. Túi khí thì quanh xe rồi. Máy 5.7. Nhiều khi anh em bỏ 3.0 đã là tốn xăng lắm rồi. Đấy, 4.8 thì cũng là quá là tốn xăng rồi. Nhưng riêng con này nó là 5.7 thì nó phải là hốc xăng. Nhưng mà hốc xăng như vậy thì chúng ta mới có được một cái cảm giác chạy nó khác hoàn toàn so với những cái động cơ mà chấm nhỏ. Đi con này thì chỉ có anh em gọi là nhà có cây xăng, hoặc là chúng ta có điều kiện để chúng ta gọi là đổ xăng. Con này thì chỉ nhắc đến xăng thôi. Còn đâu là về cái tầm giá 390 triệu thì nó là quá rẻ để chúng ta trải nghiệm một dòng xe sang một thời. Đây, gầm bệ này không mọt nhá. Giá ở quá rẻ luôn, 390 triệu đồng thôi. Máy 5.7 và phải là tốn xăng. Nhớ ghế hai vị trí, ghế chỉnh điện, muốn tổng năng hạ kính điện, có chế độ auto cánh trước, mở cốp này, vô lăng chỉnh điện, ga tự động cruise control, cốp siêu rộng, dài 5m2 cơ mà. Dài 5m2 thì tất nhiên là cốp của nó phải là siêu rộng. Bình ắc quy, ngốc dự phòng treo phía sau. Máy 5.7 dã man luôn. Con này mua về nàng mà anh em bạn bè, thằng hàng xóm mà có hỏi con này của mày là máy mấy chấm mà bảo là máy 5.7 là vãi đái luôn. Giật mình luôn, ngã ngửa luôn. Có thể là anh em mua con này về không phải là đi hàng ngày, không có việc đi thôi. Nhưng mà phải nói là nó đi sướng, nó sướng dã man luôn, nó sướng bằng một cách không thể tưởng được.
trong tầm giá có hơn 300 triệu, rơi 400 triệu. Máy nổ thì đứng ngoài nghe cái tiếng của nó, nghe nó êm. Thực sự là nghe tiếng rất là nhỏ luôn. V8 5.7. Máy nổ êm ru. Điều hòa mát hết ru luôn. Đồ đạc phụ tùng của dòng này thì nó cũng có, nhưng mà nếu mà chúng ta có thay thế cần đặt phụ tùng thì phải mất thời gian tầm 1 tuần cho đến 15 ngày. Phụ tùng gì thì cũng có luôn. Đời này nếu mà không có phụ tùng thay thì khẳng định với anh chị các bạn, đến thời điểm bây giờ là sẽ không còn đi được nữa. Bởi vì kiểu gì là sau nhiều năm sử dụng nó cũng có phải có những cái chi tiết mà cần phải bảo dưỡng thay thế và làm thay thế mới. Đấy. Đèn đóm của xe là sáng choang luôn này. Phom dáng thì như rôn roi, như bên lì luôn. Máy đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Xe thì con này anh em mua về là sẵn sử dụng thôi. Quý vị chị và các bạn quan tâm, alo ngay trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo. Cửa hàng em thì hiện tại cũng có nhận trao đổi xe và có nhận thu mua xe. Anh em nào có xe bán, có xe muốn trao đổi thì hãy liên hệ ngay với em nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo. Xin trọng cảm ơn.